ngon không con? ăn tham. từ từ, con này để mẹ bóc vỏ ra đã. Ngon gì? Abi này. Này, con xem con thích không này? Ngon chưa này? Wow, con thích ăn quả này không? Này, quả dâu tây này. Đó, thấy chưa? Đó, quả dâu tây đấy. À, có thích ăn quả dâu tây không? Đấy, quả dâu tây đấy con. Đó, Abi xem này. Abi thích ăn quả này hả? Abi có thích ăn quả nho không? Đây là quả dâu tây nha. À, đây quả dâu tây này. Đó. Nhiều chưa? Này, Abi xem này. Wow, trông ngon chưa? Đây này con này. Đây quả dâu tây này. Nè, mình cho Abi xem quả nho nha. Wow, Abi xem này. Abi này, xem này. Con gà đấy. Abi đang xem con gà á. À, Abi này. Ồ, đúng rồi. Ê, bây giờ Abi thích ăn quả nào? Abi thích ăn quả dâu tây hay thích ăn quả nho nào? À, nhiều chưa? Wow. Ngon chưa? Thích ăn quả này hả? Quả này hay là ăn quả lúc nãy nào? À, ăn quả này á? Em mày lấy cho con ăn nhá. Lấy quả nho cho con ăn nhá. Abi ăn quả nào nào? Nào, chị mới xem nào. Ôi mất rồi. Đây. À, quả này. Quả này đúng không? Rồi, mày lấy cho con ăn nhá. Quả màu xanh này hả? Đúng không? Rồi, mày lấy cho con nhá. Mày vào nhà mày lấy cho. Được rồi, mình đi lấy quả nhá. Quả dâu tây con vừa nhìn thấy này. Ơ, con thích ăn quả nào con chọn nào? À, ăn quả này. Abi thích ăn quả dâu tây hả? Thế mà vừa Abi chỉ vào quả nho. Từ từ thôi nha. Nào con cầm đây nè. À đúng rồi, con cầm đấy, con cầm đấy. Cầm đấy nha. Con cầm lên. Abi cầm lên. Ngon không? Dù ăn ngon không con? Rồi Abi ăn giỏi chưa này? Đó, giỏi quá. Abi thích ăn quả dâu tây. Abi thích ăn quả nho, đây mẹ bóc vỏ đã. Mẹ bóc vỏ ra nhá. Từ mẹ bóc vỏ ra đã. Đây của con này. Từ từ đấy con. À, ngon không? Nè, từ đây nè. Ui, quả dâu tây to quá. Ui, từ từ con. Đây mình nhặt lên cho. Này một con này. Con lấy hai tay. Đúng rồi. Wow, Abi giỏi chưa?
Ngon không con? Ăn tham, ăn tham, ăn tham. từ từ, con này để mẹ bóc vỏ ra đã. Ui, con này hỏng rồi. Để mẹ bóc vỏ cho. Ui, không cần bóc vỏ luôn. Abi ăn tham này. Abi con cầm đấy. Con cầm đấy, đúng rồi, con cầm đấy. Ui, ăn tham. Ui, Abi ăn tham kìa. Ui, hai tay hai quả kìa. Thế nào? Bóc vỏ ra cho con nha. Đây của con này, Abi. Mày bóc vỏ đây này. Mày bóc vỏ cái này cho Abi nhá. Để đây nhá, đi Abi ăn nhá. Ui. Hai tay hai quả nha. Đây, mày bóc vỏ đây này. Sao vào đây? Ui, đây đây. Ngồi lên. Đây thôi. Giỏi quá. Abi ăn giấy ấy. Abi thích ăn nho nữa hả? Vừa thích ăn sâu tây, thích ăn nho đúng không? Bạn buôn kìa. Buôn đi mất rồi. Con ăn nữa không? Nè, quả dâu tây nè. Con no chưa? Nè. Ui, nhét đầy hai bên này. Abi nhét đầy hai bên này. Mày lau xem nào. Lau miệng cho em nhá, cho Abi nhá. Có ngon không? Abi ơi. Abi ơi. Wow. Ui, xem miệng Abi này. Quay sát. Ui, nhét đây hai bên này. Chơi chiếc đu nè.
Abi nè, Moon nè. Moon ơi. Moon ăn nào, cho Moon miếng nào. Moon giỏi quá nhỉ. Abi ơi, Moon này. Moon ơi. Moon nè chơi Abi đúng không? Từ đây. Abi đi đâu ấy? Buồn ơi. Abi có chơi với Buồn không? Abi ăn cho tay nữa không? Con ăn nữa không? Thôi rồi đó. Mẹ cất đi nhá. Con ăn nữa mẹ cất đi nhá. Mẹ lau xem ạ. Bẩn này. Thơm mẹ đấy. Abi ơi. Abi ơi. Mẹ đây mà. Abi ơi, mẹ đây mà. Lên đây nào. Abi lên đây nào. Đúng rồi, rồi. Abi giỏi quá, Abi cố lên nào. Ây da, lên đây. Abi lên đây nào. Ồ, giỏi quá. Abi có mẹ giỏi quá nha.